Hàn Quốc gục ngã trước Ukraine ở trận chung kết U20 World Cup 2019. U20 Hàn Quốc khởi đầu trận đấu một cách suôn sẻ khi ngay ở phút thứ 5 trọng tài, sau khi sử dụng VAR đã cho đại diện của bóng đá châu Á được hưởng phạt đền. Từ cự ly 11m, Lee Kang-in dễ dàng đánh lừa thủ môn Ukraine mở tỷ số. Với đẳng cấp cao hơn hẳn, U20 Ukraine không quá khó khăn để tạo ra cú ngược dòng. Phút 34 của trận đấu, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Supriya Agar nhanh chân xoay người dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số 1-1. Hiệp 2 mới bắt đầu được 8 phút, vẫn là Supriya Agar dùng tốc độ thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội, rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng đánh bại thủ môn U20 Hàn Quốc, đưa U20 Ukraine vượt lên dẫn trước 2-1. Bị dẫn bàn, U20 Hàn Quốc buộc phải dâng cao đội hình tấn công hòng tìm bàn gỡ. Đại diện của bóng đá châu Á đã có những cơ hội khá rõ ràng, nhưng không thể tận dụng thành công, khi mà thủ thành đang thuộc biên chế Real Madrid, Andrew Lunin chơi quá xuất sắc. Đến phút cuối cùng, trận đấu được định đoạt bởi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Tsita Isvili, với một pha dứt điểm chéo góc bằng chân trái hiểm hóc ở rìa vòng cấm. Dù thất bại, tuy nhiên chiến công vào đến chung kết được coi là khá thành công với U20 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine lên ngôi vô địch ở World Cup U20. Thùy Anh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.